những cô dâu mà thích tự tay mình làm những cái đồ mà trang trí đám cưới đó, thì đây là một cái trái banh bằng tren để mà trang trí đám cưới. Tức là mình treo được hả cha, hay là mình dùng để làm gì chị? Mình treo cũng được, và mình làm thành một cái tô cũng được, cái bô cũng được. Xíu nữa cho chị. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái banh như vậy. Ok, để làm một cái banh như vậy đó thì ta cần để cho bỏ cái này xuống đây. Ta cần những cái gọi là cái này, nó gọi là cái dollies, là những cái mà giấy mà nấu bánh đó quý vị. Đúng không? Mình nấu bánh xong rồi mình đem ra mình để đó, thì nó sẽ thấm những cái dầu mỡ trên giấy này. Và nhớ có lần mình làm những cái wrap cho mình Christmas, xong cha cũng xài với cái này phải không? Cha cũng xài với cái này. Cái này cũng tiện dụng đó cha. Tiện dụng lắm. Thì một cái package của nó đó thì nó có rất là nhiều cái kích cỡ khác nhau. Cha thì đang lựa cái loại mà medium thôi, tại vì cha không có lấy cái phần ở giữa mà cha chỉ lấy cái ren. Thì bây giờ nhờ Đăng Tâm gỡ dùm cha ra, không có cần phải kỹ đâu, tại vì cái này đó tức là mình cắt cái ren này ra luôn á hả? Mình chỉ lấy vòng ren thôi chứ mình không có lấy cái miếng ở giữa, và cái miếng giấy giữa thì nó không có được, nó mới đẹp, nó mới nhiều điểm thiết kế, mình không lấy. Tức là lấy cái vòng ngoài đó không? Lấy cái vòng ngoài thôi. Mà khi mà quý vị gỡ ra như vậy đó, không có nhất thiết là phải nương tay ăn thua đó, là mình làm sao để mà mình gỡ cái đất ra. Nếu mà nó rớt như vậy cũng không sao, thì mình bước trước nữa mình cũng sẽ dán nó lên. Có cần thêm không Trang? Rồi, gỡ cái đó cho Trang luôn, mình sẽ làm. Thì trong khi Đăng Tâm gỡ tiếp cho Trang những cái ren giấy này đó, thì chúng ta cần bong bóng. Bong bóng ở đây thì tùy theo kích cỡ trái banh mình muốn hay không. Mình có thể dùng cái bong bóng mà medium size, regular size cũng được. Cái mẹo khi là trước khi thổi bong bóng á, là phải kéo cho nó giãn ra để mà mình thổi nó dễ hơn. Không, mình kiếm cái đồ bơm đi, Đăng Tâm thì sợ thổi bong bóng. Ôi vậy hả? Vậy là hồi nhỏ Đăng Tâm được coi rồi có người đổi bong bóng cho làm sinh nhật coi đi hả? Ở Việt Nam thì bong bóng nó không có tốt bằng ở bên đây. Hình hình nó có nhiều cái mặt trăng á. Nhớ không? Hãy mà thấy mặt trăng thì sợ lắm, tại vì nó sợ nó bể, nó hót á. Đúng rồi, Trang cũng sợ lắm. Mà chút xíu nữa đó Trang sẽ, như vậy thì Trang sẽ làm cho Đăng Tâm hết sợ hót bong bóng. Thì Trang sẽ cho Đăng Tâm hót cái bong bóng này chút xíu nữa. Thì mình cứ thổi, cái bong bóng này mình có thể thổi được bự lắm Đăng Tâm. Chưa biết là Trang thổi bong bóng để làm gì nữa. Để cho Trang Đăng Tâm pop. Rồi, bự vậy thôi. Ok, sau đó thì mình sẽ cột nó lại cho nó không có bị bay hơi ra. Thấy vui không? Quý vị thấy có vui không? Làm thổi bong bóng gì. Ok, có thể lấy khung cột cho Trang thì Trang cứ rút nó lại như vậy ha. Sau đó Trang sẽ lấy một cái ly, Trang để nó lên. Và Trang sẽ lấy tiếp và Trang tiếp nó lại để mà nguyên một cái luôn. Để mà khi mà mình làm nó đó, nó không có bị rớt, nó không có bị lung lay đó, cho mình dễ làm. Trang tự nhiên bây giờ Trang lấy cái thép khác vòng quanh với cái bàn nha. Đặc biệt đúng không, thép lại làm sao cho nó cứng, nó không có bị rớt ra thôi, để mà mình dán giấy cho nó dễ. Rồi, để qua một bên thì cái chất liệu mà để dán giấy đó, chúng ta sẽ dùng keo. Thì keo này Elmer's Glue bán rất là thông dụng ở trên thị trường. Trang sẽ lấy Elmer's Glue và Trang sẽ bỏ ra. Thì paper mache đó có nghĩa là giấy cái công nghệ làm một cái sản phẩm từ giấy và hộ. Thì ở bên Europe á, người ta làm cái này rất là nhiều. Rồi thì cái công thức ở đây đó là 3 phần keo thì là 1 phần nước. Nước ở đây là nước lạnh thôi nha. Thì cái lý do mà mình bỏ nước ở đây là tại vì keo nó đặc. Thì mình bỏ chút xíu nước để cho nó loãng ra, thì cho mình dễ mà mình quét lên quét lên cái tờ giấy. Người ta thấy Trang cầm cái chổi, người ta thấy Trang sẽ quét.
thì như vậy ha, thì nó chỉ lỏng, nó lỏng cỡ như vậy, nếu mà lỏng quá đó thì nó sẽ ướt hết bây giờ đó, còn thật đặc quá thì lại khó, cho nên mình làm hai khoảng chừng 2 phần keo thì 1 phần nước lạnh, nước lạnh thôi, không có cần phải nóng gì hết quý vị. Rồi xay đó, rất là xong, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu làm dán những cái tờ giấy này lên để làm một cái paper mache project. Rồi đang tâm không chưa? Bây giờ chúng ta sẽ get down and dirty. Có nghĩa là chúng ta sẽ dùng tay và chúng ta sẽ dán những cái tờ giấy này lên trên băng. Vụ này đang tâm chưa có bị phê nha. Rồi dễ lắm, mình lấy một miếng miếng rang ha, cứ cắt ra cho nó dễ thôi, làm sao cho nó nằm ở trên đây được thôi. Rồi và Trang sẽ lấy miếng keo đang dán nó lên, cứ quét vậy thôi đó, đang quét nó lên, một là quét nó lên rồi làm sao cho nó dính thôi, thì xong rồi cứ quét nó lên như vậy cho nó nằm, nó quý vị không có sao là thấy miếng keo này nó dính, như vậy không sao đâu, nó khô trong. Cái này là Trang thương đang tâm lắm, cho nên nó không có cho đang tâm dúng tay vào cái keo, chứ mà không á là mình sẽ nhúng miếng tấm giấy này vô keo luôn, mình để lên thì mấy em ở nhà được chơi cái này thì thích lắm, tại vì tay mình vô keo rồi dán lên rồi tổ chức tấm tâm là ông mình, tức là mình làm kính luôn, mình làm kính. Nhưng mà cái trick ở đây đó là mình không muốn làm quá kính, là tự vì khi mà nó khô rồi đó mình sẽ làm nổ cái băng, cái con bóng này sẽ khóc cái con bóng này, và khi mà mình khóc con bóng này đó nó sẽ có những cái hình hoa văn hiện lên. Vui à cha? Vui không? Nó thích này à? Giống như là đây đang tâm nhớ không, nếu mà mình làm kính hết như cái này đó thì nó lại không đẹp, nên mình phải làm sao mà nó có những cái hoa văn hiện lên như vậy nè thì nó mới đẹp. Rồi quý vị thấy không, đang tâm làm rất là nhiều này. Rồi ơi, cô đang tâm làm rất là đẹp, coi nè quý vị, đúng là như vậy. Nhìn một cái trick khác nữa đó là khi mà làm đó, nhớ là những cái phần mà nó vuông, nó lòi, nó không có bị nhẵn, làm cho nó nhẵn nhụi thì khi mà nó khô nó sẽ làm và trở thành một cái băng như này. Thì cũng hên quá, chúng ta đã có một cái băng đã làm xong. Bởi vì cái này là làm rồi quý vị phải để qua đêm để mà cho nó khô, thì khô. Nếu mà quý vị không có để cho nó khô á, thì khi mà quý vị làm đổ cái trái bong bóng nó sẽ làm mót đi, hoặc là nó sẽ bể tách ra. Thế là mình phải để qua đêm, làm cái này xong rồi mình phải để qua đêm. Rồi, bây giờ đang mua cái này qua một bên. Đây cũng được. Rồi sau đó thì đây là cái trái banh mà Trang đã làm ha, rất giống như là cái trái banh mà Đăng Tâm làm đấy. Thì quý vị có biết á, là để mà làm nổ bong bóng mà không có bị sợ đó, thì giống như Đăng Tâm đây là sợ bong bóng bể nha. Thì chúng ta dán một cái tép dán lên và chúng ta sẽ phút một cái lỗ trên cái tép đó thì nó sẽ không có làm bể. Ồ vậy đó hả? Sẽ xì hơn ra chứ không có làm cái tức là mình xì chứ không phải là bể. Bể cũng được, nhưng mà tại vì đang tâm sợ cho nên đang không có làm bể. Cảm ơn cha. Và sau khi mà mình dán cái tape xong rồi đó thì mình sẽ lấy một cái pin cho nó băng bóp nè. Hãy can đảm lên, vượt qua sự lo sợ của bạn. Không nghe rõ nha cha, thì đang tâm mới quay mặt không sao đâu. Xít nó không có bị bể và nó sẽ từ từ nó sẽ được gỡ ra hết. Lần đầu tiên đang làm thì nó cũng sợ lắm, tại vì cái tính như vậy đó. Tức là mình chỉ lấy cái phần mà mình dán thôi, cái không mình không lấy cái băng chứ không. Đây là pháo không? Vui. Cứ tưởng tượng đi, mình làm mình trước ngày đám cưới của mình á. Mình chiêu tất cả cho phụ để phụ tới rồi mình làm thì cái băng như vậy mình dán cái băng vệ sáng xong mình lại thoát ra hết và mình gắn hai một cọng dây mình treo lên ở trên nhà của mình, hay là mình có thể bỏ trong bông, mình làm một cái vòng hoa, một cái chậu hoa cầm tay chỉ luôn đó.
này, cái trái bong bóng này nó xì hết hơi. Chúng ta có một cái trái bong bóng khác, là cái này đó thì Trang chỉ làm một nửa thôi, tại vì Trang muốn làm một cái tô. Thì bây giờ Trang sẽ lấy một miếng tape giống như hồi nãy mình làm đó, thì khi mà mình làm một xì hơi nó không có bị tệ. Cái này là nếu như mà cái này lẹ hơn nữa cha. Cái này mà làm cho em bé là em bé sợ rồi. Tại vì số kem nó cũng không làm đấy. Rồi đây là cái tô này quý vị. Đây cái này cũng xong luôn nè cha. Xong. Rất là dễ thương. Thì chúng ta có thể có cái tô, hoặc là chúng ta có thể có một cái banh như vậy treo lên. Và ngoài ra đó thì Trang lấy một miếng vải lưới, Trang bỏ đèn candle bằng pin để nó không bị cháy. Từ cái này là bằng giấy nè. Và chúng ta đục một cái lỗ, rồi mình bỏ cái đèn vô đó, thì quý vị có thể treo lên. Treo lên thì cái ánh đèn nó chiếu thấp lắm. Tắt, anh tắt ánh đèn chưa? À còn này. Thì anh em thì chiếu thấp lắm như vậy. Đây là một cái mình có thể bỏ những cái food color vào hồ và mình làm nhiều màu khác, nhiều màu sắc khác nhau theo những cái màu của cái đám cưới của mình. Ngoài ra đó thì cũng với lại cái cách mà mình làm bong bóng như vậy đó, thay vì Trang dùng cái giấy lưới thì Trang dùng yarn, là những cái yarn là những cái cọng chỉ mà mình đan những cái len đó, thì Trang quấn cái cọng chỉ đó xung quanh cái bong bóng, rồi cũng rét hồ lên để khô qua đêm. Cọng chỉ thì nó sẽ thấm hồ nhiều hơn, nhưng mà các vị để khô tới 2 đêm nữa. Top trái băng thì chúng ta sẽ có được một cái giỏ như vậy để trưng ở trong cái ngày đám cưới của mình cũng rất là hay. Thì đó là một số cái mà Trang ơi, Trang thấy không thấy Trang có để những cái ly đựng ở trên đây nữa phải không? Cô này đang tâm hết những cái gì chiếu là đang tâm không sẽ bắt mắt vào liền. Đúng vậy, tại vì khi mà nó đang khô như vậy, nó đang ướt như vậy, xin lỗi, khi mà nó đang còn ướt á thì mình có thể bỏ mình rắc lên, rắc clear lên. Thì khi mà cái miếng giấy nó khô, nó sẽ có những clear như vậy. Cái phần này vui mà cha không chịu chỉ tao. Và đây là một cái phần cũng rất là nhanh, vui mà cũng rất là dễ làm, phải không? Mà cho những chị mà chị em sắp sửa thành cô dâu đó có thể làm và có thể có một cái gì đó personal chút xíu cho cái ngày đám cưới mùa xuân của mình. Cảm ơn Trang đã đưa tới những cái mẹo rất là hay. Đang tâm thì chưa bao giờ được thưởng thức những cái này, nhất là pop trái banh. Cảm ơn Trang và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Decor TV. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lần sau.